Xấu quá, xấu rồi. Vậy là chị em bị nói không? Chị cô tôi cũng được.
gọi, người ta gọi là cái gì chị? Đậu hũ. Đậu hũ hũ chi? Đậu khô. Đậu khô hả? Đây có nhánh nè các bạn, nước thì ở đây là rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ này của Nguyên trả lại cho Nguyên nè. Hai ly chè hạt sen, ba ly kem, với lại
Nhưng là tá bào. Còn bên kia là sữa chua ly. Là sữa chua ly. Chị em không? Tiền em ơi. Đấy, em luôn. Em không biết em cái gì đâu rồi.
trong thời gian chờ đợi bánh tiền, mấy chị em mình dám tiếp tục ăn nha. Rồi mấy đứa ăn uống hết thì có cơm rồi mình tranh thủ mình đi về ha. Đi chèn của tôi lạc cho xong tới đâu rồi không biết đâu. Thì